Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ bảy, ngày 5 tháng 5 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 5 tháng 5 năm 2018, nhân loại tiến bộ kỷ niệm 200 năm ngày sinh Karl Marx, nhà tư tưởng thiên tài, nhà cách mạng vĩ đại, lãnh tụ kiệt xuất của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Nhân loại mãi mãi khắc ghi những cống hiến to lớn của Karl Marx, người đã cùng Engels xây dựng nên hệ thống lý luận cách mạng và khoa học, là kim chỉ nam, vũ khí tinh thần sắc bén, soi sáng sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới trong cuộc đấu tranh xóa bỏ áp bức, bóc lột. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao cả của Karl Marx đã đi vào lịch sử thế giới như một trong những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời trí tuệ nhân loại. Với hệ thống lý luận hoàn chỉnh gồm 3 bộ phận cấu thành là triết học Marxist, kinh tế chính trị Marxist và chủ nghĩa xã hội khoa học gắn kết chặt chẽ với nhau. Karl Marx và Engels đã xây dựng nên một thế giới quan khoa học, phương pháp luận cách mạng để nhận thức và cải tạo thế giới. Trên cơ sở những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marx và từ thực tiễn đấu tranh của cách mạng, Lenin đã kế tục xuất sắc sự nghiệp của Karl Marx và Engels, bổ sung phát triển làm phong phú chủ nghĩa Marx về nhiều vấn đề quan trọng. Đối với Việt Nam, chủ nghĩa Marx Lenin đã trở thành sức mạnh vật chất và di sản tinh thần quý báu gắn liền với truyền thống yêu nước của dân tộc ta. Trên con đường đi tìm chân lý cứu nước, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã sớm tiếp thu ánh sáng của chủ nghĩa Marx Lenin, tìm thấy con đường giải phóng các dân tộc thuộc địa gắn chặt với cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản. Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại luôn lấy chủ nghĩa Marx Lenin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của mình, luôn vận dụng, sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Marx Lenin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam, kết hợp nhuần nhuyễn giữa giai cấp và dân tộc, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, Đảng ta luôn giữ vững bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, kiên định chủ nghĩa Marx Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên trì đường lối đổi mới, coi đây là yêu cầu cấp thiết của sự nghiệp cách mạng và là vấn đề có ý nghĩa sống còn. Qua hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Thực tiễn cách mạng Việt Nam trong suốt 88 năm qua là minh chứng sinh động đầy sức thuyết phục về giá trị bền vững, sức sống vĩ đại của chủ nghĩa Marx Lenin. Trong chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính như sau. Giao ban công tác mặt trận quý 1 năm 2018. Phản động khẳng định đồng an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2018. Cảnh giác với những hoạt động trái pháp luật của Hội Thánh Đức Chúa Trời. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua ngày 4 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban công tác mặt trận quý 1 năm 2018. Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Quý 1 năm 2018, Mặt trận các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên thường xuyên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tổ chức các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng các dịp lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Tiếp tục tuyên truyền và triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, an sinh xã hội, an ninh trật tự. Mặt trận các cấp đã tích cực vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh yêu cầu Mặt trận các cấp tiếp tục bám sát 20 nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung triển khai đồng bộ các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tích cực phối hợp đối thoại với các tầng lớp nhân dân, chủ động nắm bắt tình hình dư luận, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phản ánh đến cấp ủy Đảng, chính quyền theo quy định.
Sáng nay ngày 5 tháng 5, Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh Quảng Bình phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ phát động tháng hành động an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2018. Dự lễ có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2017, công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Nhận thức của người sử dụng lao động cũng như người lao động trong công tác vệ sinh an toàn lao động được nâng lên. Tuy nhiên, trong năm 2017, toàn tỉnh đã xảy ra 55 vụ tai nạn lao động, làm 5 người chết, 44 vụ cháy nổ, làm 3 người chết, 5 người bị thương. Cùng với đó, việc giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp cho người lao động còn hạn chế. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phát động hưởng ứng tháng hành động an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2018 với chủ đề chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên. Đồng chí nhấn mạnh: Tôi đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau đây. Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong cán bộ, đoàn viên, người lao động và nhân dân. Thứ hai, chấp hành nghiêm luật an toàn vệ sinh lao động và các quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Thứ ba, tổ chức các hoạt động cụ thể thiết thực hưởng ứng tháng hành động an toàn vệ sinh lao động lần thứ hai gắn với các hoạt động của tháng công nhân năm 2018. Thứ tư, đẩy mạnh công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh, cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động, phấn đấu để hoạt động tháng hành động an toàn vệ sinh lao động lần thứ hai và tháng công nhân năm 2018 trở thành một đợt cao điểm trong việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ hàng năm của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn. Hưởng ứng tháng công nhân năm 2018 với chủ đề mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên, Công đoàn Lao động tỉnh sẽ triển khai xây dựng nhà nội trú cho giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Trương Thủy, huyện Lệ Thủy với số tiền 962 triệu đồng và trường trung học cơ sở Lâm Trạch, huyện Bố Trạch với số tiền 669 triệu đồng. Đồng thời hỗ trợ vay vốn cho 238 đoàn viên công đoàn nghèo với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Hôm qua ngày 4 tháng 5, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã đến thăm và tặng quà cho các chiến sĩ Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 64 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2018. Hội Cựu chiến binh tỉnh đã đến thăm gia đình ông Lê Văn Sâm, Lê Tiến Lược ở phường Đồng Mỹ, gia đình ông Đoàn Xuân Ngật ở phường Bắc Lý và gia đình ông Lê Bá Hùng ở phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới là những cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Với sự đóng góp lớn lao trong chiến dịch Điện Biên Phủ, các cựu chiến binh đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương cao quý. Được biết, tỉnh Quảng Bình có 54 cựu chiến binh từng tham gia trong chiến dịch Điện Biên Phủ, trong đó có 24 cựu chiến binh vẫn còn sống. Tặng quà cho các chiến sĩ Điện Biên, Hội Cựu chiến binh Quảng Bình tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các cựu chiến binh đối với chiến thắng Điện Biên Phủ, đồng thời chúc các cựu chiến binh và gia đình sức khỏe, mãi là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Thưa quý vị và các bạn, từ khoảng hơn một năm trở lại đây, nhóm người tự xưng là Hội Thánh Đức Chúa Trời liên tục có những hoạt động rủ rỗ, lôi kéo và thường xuyên quy tụ người dân truyền đạo trái pháp luật. Ma lực quái đản của Hội Thánh Đức Chúa Trời này đã khiến nhiều người nhẹ dạ tin theo và hệ quả của nó gây ra khiến nhiều gia đình rơi vào thảm kịch và gây tác động xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Mặc dù là những cán bộ nghỉ hưu, tuy nhiên sau khi bị các đối tượng khác xúi giục lôi kéo tham gia nhập Hội Thánh Đức Chúa Trời, ông Hà Văn Thí và bà Đặng Thị Thành ở tiểu khu 5 thị trấn Quán Hào, huyện Quảng Ninh đã dùng chính ngôi nhà của mình thành điểm sinh hoạt và truyền đạo trái pháp luật. Sự mê muội mù quáng của ông Thí, bà Thành thể hiện rõ bằng việc cho rằng Đức Chúa Trời là đấng tối cao sinh ra vạn vật, nên những người tham gia hội thánh không cần phải thờ cúng ông bà tổ tiên và những cách thức sinh hoạt của họ cũng khác biệt so với xã hội. Lâu thì thắp hương cũng bạn nhưng mà họ nói thắp cho ai. Đi thầy thọ vẫn nói thắp cho ai. Vì mình có ở đây, ông bà ở trên nhà của ông bà. Là nhà tôi bỏ, không có gì.
vì mình làm mà hưởng ông ba hưởng thì mình làm đã tổ tiên thì có được cái gì đâu. Những cái người mà theo hội thánh Đức Chúa Trời này á, thì sau khi mà người ta theo sâu vào rồi nhiệm rồi á, thì họ là về là tháo dỡ bàn thờ, không thờ tự gì ông ba tổ tiên nữa. Còn có số thì bỏ bê công việc, không lo làm ăn, kể cả là đối tượng là thanh niên, là từ cái chỗ là học hành có bằng cấp đàng hoàng, sau đó là theo cái hội thánh Đức Chúa Trời gọi là suốt ngày là không làm việc gì mà chỉ có đi vận động, đi tìm cách tiếp cận tiếp xúc với đối tượng để mà lôi kéo vào hội thánh Đức Chúa Trời này. Trước đó, vào ngày 5 tháng 4 vừa qua, tại điểm sinh hoạt hội thánh Đức Chúa Trời trái phép này, Công an huyện Quảng Ninh đã tiến hành thu giữ nhiều tài liệu, sách ảnh và đồ vật liên quan đến việc truyền đạo trái phép. Không ít trường hợp khi tham gia vào hội thánh Đức Chúa Trời, họ như đã trở thành một con người khác, với những biểu hiện bỏ bê gia đình, công việc và có những hoạt động mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, thậm chí là vi phạm pháp luật. Nhiều gia đình trở nên bất lực khi thấy cảnh người thân của mình như bị ma lực của hội thánh Đức Chúa Trời lôi kéo. Thời gian gần đây, hoạt động của hội thánh của Đức Chúa Trời tại Quảng Bình thì đã gây ra những cái phản ứng tiêu cực trong dư luận xã hội, làm cho một bộ phận quần chúng nhân dân tỏ ra hoang mang, lo lắng, bức xúc. Bởi lẽ là hoạt động của tổ chức hội thánh của Đức Chúa Trời là có tính chất cực đoan, có biểu hiện là cưỡng ép người tham gia. Đối tượng mà hội thánh Đức Chúa Trời tập trung tuyên truyền lôi kéo là thế hệ trẻ, nhất là những học sinh, sinh viên, những cán bộ hưu trí, phụ nữ, người lao động, người có tâm lý lo âu về sức khỏe, bệnh tật. Những người mà các đối tượng này cho rằng khi tham gia sẽ được giải tỏa những bế tắc trong cuộc sống. Với thủ đoạn khá tinh vi, các đối tượng của hội thánh Đức Chúa Trời sau khi rủ rỗ lôi kéo được những người đi theo, chúng lại tiếp tục sử dụng những người này để tiếp tục lôi kéo người thân trong gia đình, người quen của mình cùng tham gia. Bức xúc quá thật, có sợ ông ấy đi đến địa bàn mẹ cũng có nó rồi sợ rồi con cái nó khác bên ngoài mẹ người to thì mẹ là nhận thức được đó. Chứ sợ rồi con cái nó khác nó hắn không biết được nó rồi sợ mà hắn còn lôi kéo mà đi theo. Trong thời gian qua, các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Bình đã kịp thời phát hiện, tập trung đấu tranh ngăn chặn, giải tán nhiều vụ việc, điểm nhóm tuyên truyền sinh hoạt của hội thánh Đức Chúa Trời trái phép trên địa bàn. Trong cái thời gian tới, thì cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tập trung kiên quyết đấu tranh ngăn chặn với hoạt động của cái hội thánh Đức Chúa Trời, xử lý nghiêm minh đối với các cái đối tượng có hoạt động vi phạm theo các cái quy định của pháp luật có liên quan, thậm chí là có thể xem xét để xử lý hình sự đối với các cái số đối tượng cầm đầu cực đoan nếu có đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Với những hoạt động trái pháp luật nhưng lại có hiệu ứng lan rộng, gây mất trật tự an toàn xã hội, làm xáo trộn đời sống tín ngưỡng và cuộc sống bình thường của nhân dân, hội thánh Đức Chúa Trời đã có những hành vi hoạt động trái pháp luật. Bởi vậy, mỗi một người dân chúng ta cần đề cao cảnh giác, không bị kẻ xấu rủ rỗ, mua chuộc, làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của bản thân, gia đình và xã hội. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm mùng 5 ngày mùng 6 tháng 5 năm 2018, khu vực miền núi mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng. Đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm từ 60 đến 98%. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng. Đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Độ ẩm từ 72 đến 95%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng. Đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Độ ẩm từ 70 đến 93%. Dự báo thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5, biển bình thường, độ cao sóng dưới 1,5 m. Dự báo thời tiết đêm mùng 6, ngày mùng 7 tháng 5 năm 2018, mây thay đổi, ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, độ ẩm từ 55 đến 97%. Chú năng lượng, chú tình.